Ồ, em thấy 12 người, anh thấy có 10 người ta. Không biết chắc người ta không có đâu. Cái thẻ này mà đưa vô con chày nó cầm nó sấy vậy thôi, với nhức cái nách luôn. Tiếc ghê. Đưa cho con chày, con samurai nó là thẻ gì vậy đó, anh ro ro sẵn thẻ samurai luôn, ro sẵn thẻ samurai luôn. Đâu samurai, đâu samurai, sam là s đúng không, để anh bỏ sẵn luôn, giữ sẵn thẻ đây, samurai đây. S này, để giữ sẵn này, cứ cái nào mà tấn công ai thì tấn công mà chưa có thiện ngon. Nhắc thử phát chơi con. Ôi, trời đùa mà, thiệt luôn hả? Trời má, nhấp chơi thôi mà, giỡn vậy? Cái gì mà nhấp chơi thôi mà, đủ ra toàn thị ẩn không vậy? Gì đây? Sau khi kích hoạt nội thương, sau khi kích hoạt nội thương nha, tăng cấp thành hiệu quả sát thương lan cho mục tiêu lân cận. Cái này cù bắp, cái này đọc không được, từ ấn ngoài đọc mới được. Sau khi gây sát thương nội thương, tăng cấp hiệu quả sát thương lân cận, mục tiêu lân cận gây sát thương bằng 5% chu kính. Ở cái này bình thường à, cái này bình thường à, này đọc lại nè. Sau khi kích hoạt nội thương tăng cấp thành hiệu quả sát thương lan cho mục tiêu lân cận gây sát thương bằng 5% sát thương. Ủa, cái này cho Nguyên Huynh được nè. Em vô em coi giùm anh, con Nguyên Huynh là phải S không? À, mà Nguyên Huynh là quái nhân. Đồ Nguyên Huynh quái nhân, anh hùng có con nào xài thế này đâu. Em Huynh cấp quỷ nhưng mà ở cái này 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 là anh hùng mẹ rồi, anh hùng ở đâu sau này đâu đâu có con nào xài ngon đâu. Anh hùng có nào xài được đâu, anh hùng có mình đĩ ra ru xài được cái đó thôi chứ. Ra ru cũng là nó là quái nhân mẹ rồi, con ra ru nó là thể đặc biệt rồi, đâu có nào xài được đâu. Không, con ra ru nó là thể đặc biệt, ra ru nó là thể đặc biệt, không ra ru nó là thể đặc biệt. Anh hùng làm gì có con nào nội thương ta. Anh hùng làm gì có con nào nội thương đâu ta. Tôi nhớ anh hùng có một zombie là trọng thương, zombie là ama là trọng thương, như làm gì đâu có con nào nội thương đâu. À, ban hả? Chọn ban cái bao giờ mới dùng, trời má thì rách má, cho mẹ thì ngon rồi cho thì rách vậy. Sau khi kích hoạt nội thương, kích hoạt này là cái này sau này SR cộng có con nào nội thương không ta? SR cộng như này có con nào nội thương không? Con Flash là sụp đổ nè, con Skin là acid, con Viro là câm lặng chi kích. Không, con ban SR cộng không có, con ban SR cộng không có nội thương. Ban SR cộng có nội thương mà lấy ban SR cộng làm gì? Ban SR cộng lấy về phế à, phế mà cố luôn, nó phế vãi cứt luôn á. Ủa có hả, con nó phế lắm. Con ban SR cộng không ai lấy đâu em. Ban SR cộng quýnh gì em coi mực, quýnh phế lắm, không có tác dụng gì hết đó, nó không có xóa super khúc hay sao á. Không, ban SR cộng là đa ma quy, như là không có xóa super khúc, hay là nó chỉ đa ma quy hay là gì đó thôi à, không có xóa super khúc hay gì đâu. Có sáu siêu khúc không vậy? Không coi con ban hồi đó, không có coi review con ban, chỉ coi skill thôi. Anh em nào biết thì cà phone thông tin dùm cái coi thử con ban SR cộng nó có sáu siêu khúc không. Thì tôi nhớ là không có, tại vì con nó ai cũng chê hết á. Thôi kệ mẹ đi, vứt thả ngoài cái khác, lấy cái khác vô thêm cái nữa, mình cái nữa coi. Cộng đam mất rồi, chán ghê. Rã thẻ, rã ra kiếm kiếm mồi nhấp tiếp.
Trời, nửa kỳ đấy, trời ơi, đúng thiệt luôn hả? Ủa nửa kỳ, chết mẹ, chết 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 chết. Ủa quá chắc góp stream quá, thôi nửa kỳ, thôi thôi ốp 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 ốp. Ủa mới lỡ mất công đông người chích mẹ luôn, bữa sau nhờ giả nữa, thôi thôi thôi. Ốp 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 thôi, anh em tạm cỡ 3 phút nữa ốp nha. Tăng 10% lượng, 10% lượng tăng bổ kích thêm cho mục tiêu chính. Tăng 10%, tăng 10%, cái này là 10% lượng tăng bạo kích tăng thêm cho mục tiêu chính là sao ta? 10% lượng bạo kích, 10% lượng bạo kích cho thẻ mục tiêu chính là cái thẻ này là dùng sao ta? Ủa sau này mấy cái thẻ này có bán luôn hả? Có không? Đâu bán chỗ nào đâu? Thấy chưa mà. Bán ở đâu vậy? À bán trong nghĩa là đam bạo kích nó có thêm 10% nữa. Còn chiêu có không? Chiêu có thẻ này không? Chiêu đeo được cái thẻ này không á? Chiêu nó là thẻ đặc biệt mà. Nhớ chiêu là thẻ đặc biệt mà. À thẻ S nè. Nghĩa là đam bạo kích thì nó tăng thêm 10% nữa không hay là gì mà biết. Đâu được 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 được, rã thẻ rã thẻ rã thẻ, ok. Ủa mà thẻ con chiêu đi ngon quá sao rã được? Mẹ thẻ con chiêu ngon với cứt ra sao rã được? Trời ơi, mẹ thẻ con chiêu ba dòng tấn công, một dòng bảo qua thủ, một dòng sát thương rồi mấy ông nội. Giỡn hả? Thẻ con chiêu gì sao rã? Ừ cấp S, con đồng đế con cấp S nè, con samurai con S mà, S S hết mà, S chung với nhau hết mà, được. Nỡ thì kia tăng từ từ lên, trời mấy cái thẻ của con chiêu nó chiến như gì mà. Trời ơi, cái thỉ của con chiêu nói chung là ngon nhưng mà từ từ năng, nói chung cũng vẫn còn không biết mấy dòng sau nó ra cái gì. Trời ơi, cái thỉ của con chiêu nó chiến gì mà mấy ông cứ bỏ là bỏ thế nào được. Trước nó có bán trong store, xong cho 1,7 triệu. Ủa sao nó có được, nó có bán mấy cái thỉ này mà tại sao tôi không biết ta? Tại sao nó bán mấy cái thỉ mạnh như gì mà tại nó hình như hay là tôi nghèo quá tôi không có tiền nên tôi không để ý tới những cái thứ mà cái thứ đó nó xa hoa tới như vậy. Hay đó mình nghèo quá mình không có tiền, tháng nào cũng bán hả? Có nghĩa là nó cho mình chọn luôn hả? Trong mấy cái gói nạp hay là gói nào, đầu tháng sau ông nhớ ông nhắc tôi cái vụ này nha. Đầu tháng sau nhóm nhắc tôi cái vụ này, tôi biết tôi coi thử tin ông có không mà đó, ông có nạp không, ông có nạp vô ông lấy không, cửa ông mà chẳng lẽ không lấy 1,7 triệu là được chọn loại thẻ luôn có hả? Trời ơi, tôi mua mà rồi mua 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 mua, mua được mấy cái rồi. Mua được mấy cái rồi, lúc nào vô xin xin. Rồi ok. Nếu mà ổng nếu mà ổng lấy con Sonic thì hơi tiếc quá. Tại vì nếu mà lấy con Sonic, tại vì con Sonic thẻ của nó là thẻ đặc biệt. Tại nếu mà ron con Sonic thì hơi tiếc, tại vì nếu mà mua cái của con Sonic thì nó hơi tiếc, tại vì con Sonic nó đặc biệt. Mà sau này thì có con nào đặc biệt đâu. Sau này hiếm có con nào đặc biệt lắm. Có con nào đặc biệt không ta? Có con nào bên tội phạm mà ra tội phạm hay quá, tội phạm hay phi trung lập mà ra ấy không ta? Có ra ru nè.
có ra ru cộng nè, con nào nữa ra không, ra ru cũng đâu ngon đâu, ra ru nó đam chi kích vô mấy con siêu bắc khúc không mà cũng đâu ngon, không ngon. Nó đam dây đồng đầu được, cái dâm đam nó đam tên một được qua tên hai đâu ngon đâu, đâu còn ngon đâu. Nó chỉ cái nội tại chi kích của nó là chỉ chi kích cho những con nào đang có siêu khúc thôi. Đi 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 BV ngồi nó coi như là bỏ không có chi kích rồi, đâu có chi kích được đâu. Ừ, sao dùng dây ra ru thôi à, nó hơi phí. Nếu mà lấy dây Sonic thì hơi phí, công nhận hơi phí thiệt. Nó mấy cái thỉ này ngay ngay cái thỉ Tôn chơi chơi nè, Tôn chơi chơi con Tatsumaki cũng nè đây nè. Nhiều ông ngộn coi đây nè, con Tatsumaki luôn nè, Tôn lần đầu tiên luôn nha, Tôn one hit luôn á. Nè, Tôn one shot nè, tấn công nè, xét thương nè, tấn công nè, bảo thủ nè, tấn công nè. À ha. Hả? Turon chơi cho vui thôi à, lâu lâu nhấp vô hai ba cái Turon tuần ra tấn công tôi ít ra phần trăm tấn công đó, nhưng mà ra tấn công nhiều, tấn công sát thương bảo thủ cũng tách xuống một kia, Turon chơi chơi cũng một mớ luôn nè. Còn nguyên nguyên Ron luôn, cái này thì full. Tôi đã tạm ở đi chứ cái thị nội thương là phế thôi, cái thị nội thương là xài không được thôi, cái này nội cái thị nội thương là vứt rồi đó. Có thể nội thương thì chắc là vứt không dùng rồi đó. Cái thị nội thương, cái thị nội thương nó sau này đâu có thằng nào ra nội thương nữa đâu, kể cả con mới luôn, con mới thì con mới đâu có thằng nào có nội thương đâu, hầu như cái kỹ năng nội thương cũng như là bỏ không luôn rồi. Vứt không ở đâu, để chút nữa đi chụp hình đi gáy, để chút nữa đi 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 đi, đi chụp hình lên đây nè, chụp hình đi gáy cũng cho vui hơn. Nội thương mà cho thẻ nghi win thì đẹp, rã thôi, rã thôi, thu hồi hồi sinh thể đó. Cái này là gì, đang ngồi thương đúng không? Ủa cái thỉ này ở đâu mà nhìn cái thỉ quái nhân này nhìn nó chiến như ta. Ủa thỉ quái nhân này cấp cấp cấp, cấp này ở đâu ra vậy ta? Ông công ngày nào ông cũng 12 cái cả trăm cái khó mà ông ra được ba dòng tóc, tôi lạy ông á. Ông nên ngưng đi được rồi đó, đừng chơi nữa, đừng chơi cái thẻ này nữa, bộ môn thẻ này ông không mới chơi được đâu. Ủa tôi dư cái con nào mà tôi dư cái thẻ quái nhân, tôi dư cái thẻ con cái tôi dư cái thẻ này lúc nào mà không, tôi tẩy tốn có tôi tẩy tốn tính là có 6 khóa rồi hết, tại vì tôi tham, tôi tham hai dòng, tôi tham hai dòng tấn công thôi nên tôi mới tốn ít kim cương thôi, chứ còn lại thì ba dòng tóc tôi ra tôi ron cái hai phát ba phát thì tôi ron ra ba dòng tóc rồi. Đây này ăn Sonic này nè, này ăn Sonic nè. Đó, tôi tham là tham mấy dòng đây nè, tôi tham mấy dòng tấn công đây nè, rồi xong rồi ra dòng phòng thủ tôi tốn kim cương của tôi lùi tôi thêm ron nữa chứ, để nguyên luôn nè. Em không coi đa xa đó, đa xa ron nó mấy phát là ba dòng tóc chứ mấy,
Đã sai có clip Ron đó, Ron có như ổng Ron 4-5 phát gì cũng ra. Ron này dễ mà. Không biết mấy ông Ron khó hay sao, tôi Ron này dễ ồm. Ra là phát 1. Free khó nên nó thế. Sao mà không cần tẩy tóc? Bây giờ mới cầm có cái tóc của con Sonic đâu mà sau này tóc tiếp theo tóc của anh Hùng là con tẩy tẩy tóc của con Kinh nữa, chẳng lẽ em không lấy Kinh cộng à? Không lấy Kinh cộng à? Chưa tính nó Kinh cộng à? À có thể anh Hùng tóc rồi hả? Ngon, đồ tính từ vô từ dớt cái thẻ coi. Đây đúng không? Thẻ đang dư luôn nè, đang dư luôn nè. Làm phát nháy rồi, làm rồi, quốc hơi. Quốc hơi gì đâu. Anh Hùng đúng không? Anh Hùng tóc đúng không? Đây. Anh Hùng đúng không? Dớt, trời ơi, thẻ vô biên. Đây. Thẻ anh Hùng đúng không? Tấn công đúng không? A Mai HP tóc Hùng Kinh công tóc hơi lời chứ đó mua lồng đèn rồi. À nhiều ông hỏi tôi sao còn dư kim cương nhiều, tại vì hôm nay tôi không mua cái huấn luyện. Bình thường là mỗi ngày tôi sẽ bỏ 360 kim cương ra tôi đi mua cái huấn luyện, nhưng hôm nay tôi ngưng lại rồi, tôi tốn kim cương nhiều vô cái đó quá. Tôi thật sự tôi tốn kim cương nhiều vô cái đó quá nên tôi ngưng cái đó lại. Tôi ngưng cái đó lại. Chung ngân cái vụ vụ đó lại. Cái vụ đó hơi 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 hao. Rồi to rồi, xui rồi. Bây giờ xui rồi, nó không ra tóc rồi. Rồi xui rồi, xui rồi. Xui rồi. Xui rồi, xui rồi. Rồi một dòng tăng tốc mà. Ôi xui rồi, xui rồi. Xui 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 rồi, xui xui rồi. Ôi khó rồi, cái anh Hùng khó rồi. Tấn công mà. Bỏ qua thủ nè. Bỏ qua thủ luôn, trời ơi, kinh vậy, thêm phát nữa coi, thêm phát phần trăm tấn công coi. Phần trăm tấn công coi, mà bét phần trăm tấn công cho vui nhà vui cửa coi. Trời ơi, tăng thủ phần trăm lại ba mày, nghĩ cho tăng thủ phần trăm làm cho gì má thiệt luôn. Trời ơi, hai dòng tăng thủ phần trăm, trời má nhìn cái thẻ không quá, nhìn cái thẻ nhìn kìa má, thủ 10 triệu ra tỉ nhìn cái rách thiệt, tỉ nhìn cái rách thiệt. Ngồi hai phòng thủ mà thấy không vui rồi.
Đây, chưa có ai biêu thủ thì anh biêu thủ cho đơn giản. Chưa ai biêu thủ đúng không? Để anh. Chưa ai biêu thủ thì anh biêu cho, để tiếp thử rồi biết thôi mà. Dăm ba đây. À, mà cũng không được, hai dòng kia hai dòng công mà, đâu được. Mày hai dòng đầu tăng hai dòng công mà cố luôn đây, hai dòng đầu tăng hai dòng công bự giờ bá đâu được, thì tấn công mà. Sau đó là bỏ qua thủ má, nhịn thì nhịn tắt cười thiệt chứ. Rồi nè, thế nè, về tấn công, bỏ qua thủ, bỏ qua thủ, tăng thủ 2%, tăng thủ 2%, nhìn nó bị lắc thôi. Rã luôn hả? Không, rã nó mất uổng lắm, rã nó mất đi mấy mấy 10% nguyên liệu á, rã nó mất đi một nửa nguyên liệu á, rã nó mất đi nguyên liệu á, uổng lắm. Cái này là 300 1.100 đúng không? Cái này là 300 1.100 nè. Cái rã nó mất nguyên liệu, đâu phải là, không phải là suy nghĩ gì mà rã nó mất nguyên liệu. Mất nguyên liệu, ủa mấy ông không biết vụ đó à? Nè, rã nó mất nguyên liệu, nó mất nửa nguyên liệu luôn á, không giỡn đâu. Nè, cái hồi nãy là mình nâng là cái tấn công anh hùng đúng không? Đúng rồi, cái tấn công thì anh hùng. Ừ, rã bị thuận nguyên liệu, nó không tốn nguyên cương như thuận nhiều nè, cái này là rã đúng không? Là còn 400 469 với lại 1.681, 1.684 đúng không? Là cái hai dập đơn thủ nè. Cái con cái hồi sinh thể này thì nó rẻ hơn chứ. Cái hồi sinh thể này thì nó rẻ hơn nhiều chứ. Cái hồi sinh thể này trừ nó hồi lại tới 2.000 lận nè, 2.500 mấy nè. Nhìn chất lượng gì mà mấy ông cuộc chê nữa, nhìn chất như nước cắt gì mà. Ừ, chưa tăng sao mà làm cho vui, mà làm mấy phát cho vui, mà làm mấy phát cho vui mà, chừng nào ấy mình rã tiếp tục làm thêm nháy nữa, không được thì mình rã, mình bỏ nguyên liệu mình nha, mình nháy dừng ba nháy thôi, cái gì đâu thiếu gì, mấy cái này ba đồ quỷ đồ yêu này, trong này đầy ra mà, trong này nó cho mua luôn. À, tăng tốc rồi, một cái tăng tốc, một cái tăng HP. Trời, đụng mới tấn công 2%, cái gì nữa vậy? Trời ơi, sao dính vòng phòng thủ vô đây? Bị dính vòng phòng thủ rồi, ngon gì đâu, ngon, chưa thấy, không thấy ngon. Trời, hai dòng tăng tốc luôn nè, chết mẹ nó lừa ơi. Ủa má game lừa ơi, hai dòng tăng tốc rồi giờ sao đây, chết mẹ giờ sao rồi, hai dòng tăng tốc rồi,
đủ hai dòng tóc luôn. Ông lấy đâu rồi? Kêu ông lấy vô đây, kêu ông công ơi, bị chích bị hai dòng tóc rồi, lừa rồi, chích mẹ hai dòng tóc rồi, giờ phải khó lại hai dòng tóc nữa rồi, chích mẹ rồi. Ngưng 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 thôi, nghỉ 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 ngưng ngưng ở đây nha, tạm ngưng cái thỉ này ở đây, mình lấy thỉ khác mình chơi tiếp. Cái thỉ này tạm ngưng đi, thỉ này thở không được rồi. Không, cái này chết mẹ rồi, hai dòng tóc luôn rồi sao đấy, tốn tiền nữa rồi, tốn kim cương nữa rồi, tiếp cách nữa rồi, tấn công 2%, tấn công 2%, đủ 2% ngon rồi, thêm vòng phần trăm nữa rồi, rồi tấn công 3 vòng tấn công ngon lành, thêm vòng phần trăm nữa rồi, thêm vòng phần trăm nữa rồi. Thêm vòng 100 nữa coi. Nó lại dính vào mụn thủ. Rồi hai dòng HP, HP 100 rồi, chuyện vứt thì này dơ. Thì này bá dơ rồi. Thì này bá dơ. Không, mình là thấy ron khô máu. Đây, một dòng tóc, đây, một dòng tóc rồi nè. Đây, một dòng tăm tóc rồi. Một dòng HP, rồi phơi phế. Hơi ra đê một chút, hơi ra đảo một chút. Rồi, một dòng tấn công. Ôi, hai dòng tăng tốc luôn nè. Làm vét dòng thứ ba luôn, làm dòng vét dòng thứ ba ốc mũi chì chim nè. Làm vét 3 vòng coi. Chết mẹ, thiếu thỉ rồi, thiếu thỉ rồi, để rã 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 thỉ, rã thỉ, rã thỉ, hết hết, thiếu thỉ rồi. Đủ, chết mẹ, tốn kim cương quá. Cái này thu hồi tốn tới 135 lượng thỉ này là cái gì đây? Chết mẹ rồi, 2 thỉ tăng tốc, cái này là nhiêu đây? Chưa, anh đâu cần tốc đâu, rã chứ. Anh hùng tấn công 2% đúng không? Rải cái thẻ này, rải cái thẻ tấn công anh hùng này. Giờ fan để coi thử cuốn đồng đế của con Tatsumaki xịn không? Cuốn Tatsumaki là có sao không? À, cuốn Tatsumaki đen cùi nè. Cuốn Tatsumaki đen cùi nè. Đồng đế đâu? Mẹ đồng đế còn cùi hơn. Đồng đế 2 dòng tăng công 2 dòng HP, má tôi bị dính 2 dòng HP luôn, nhìn chán đời thì rã đi. Thế này tạo mới bao nhiêu tiền vậy? Tạo mới rẻ không? Trời, 4.85 2 dòng HP. Thiệt cho chơi, tự nhiên cái mình ngồi mình tự khư ra cái content tà đạo này với quyết nữa. Chưa ra 3 vòng mới chiến chứ, mới ra như đó là chiến cái gì, ra 3 vòng mới chiến chứ, ra như đó thì chiến gì em, ra như đó thì ai ron cho được, 3 vòng mới chiến chứ. Tăng tốc, tăng công, tăng công, tăng công, tăng công, tấn công, tăng HP. Cái này ngon nè, cái này ngon, giữ lại nè, cái này nên giữ lại. Này giữ lại nè, chị gã mẹ cái con đồng đế đi. Đồng đế có thể sao rồi, chầu đủ mới đồng đế mà thu hồi cái này, đủ đồng đế mà thu hồi nguyên một dàn sao này, đủ khóc rớt nước mắt á. Thu hồi của người ta Sumaki, nói gì nói, thu hồi của người ta Sumaki, Sumaki hơi cùi. Anh quyết định rồi, cho em một cái thẻ mẹ, một cái tương lai sáng lạn hơn, đúng rồi.
đúng rồi, ấn thì con được đây. Anh sẽ cho em một cái thiện, một cái tương lai nó sáng lạn hơn trước đó. Đây rồi, đây là HP đúng không? Rồi thu hồi. Rồi. Rồi, 1 phút lên điên hoặc là 1.000 năm bốc cức lại đây. Rồi, quất. Trời đủ quá tăng HP 2%, trời ơi là trời. Má tốn tiền, tốn củ ghê. Hai dòng tóc tăng 2% mắc bê thiệt luôn, chán đời thôi. Lừa game, nó lừa game, lừa game, lừa đây tăng tấn công luôn rồi. Đâu lại chưa có khóa thôi, cầm để đó đi, đi tiếp. Còn còn thể không, còn thể thì mình nhấp vài phát nữa thì đâu mà, còn thể thì mình nhấp vài phát chơi tiếp, còn nghĩa là tấn công không. Đây này. Còn thể thì mình nhấp vài phát mình chơi tiếp, bỏ qua thủ nè, trời 2 vòng bỏ qua thủ, trời ơi, mệt mỏi vậy. Rồi ra 2 vòng bỏ qua thủ rồi, thấy thấy không ra nổi làm tóc rồi, phòng thủ. Tăng tốc 2%, ra thêm dòng dòng cuối của tăng tốc luôn nè, hay lắm. Đợt coi dòng cuối tăng tốc nè, trời phòng thủ cù bắp. Ồ thẻ này rã luôn rồi, được rồi đó, cái thẻ này là nó đi SEA Games luôn rồi đó. Còn thế nào nữa không? Hết hơn rồi, hết hơn rồi, ông bà hết độ rồi, hết độc lệnh được 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 rồi. Tăng tốc đây rồi, 3 vòng tăng tốc liên tiếp rồi, tấn công hết, hết, hết độc lệnh rồi, đi rồi, đi rồi, đi ra đảo rồi, ông bà hết độ rồi. Rồi ông bà hết độ rồi, ông bà hết thương rồi, ông bà hết thương rồi. Hết thương rồi, ông bà hết thương rồi, đồ quá, bà hết thương rồi, tuồn ra tấn công như bộ thủ vô mà thủ mà. Còn những thẻ cuối cùng, trời ơi, toàn 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 thôi, chắc ớp thôi, 10:16 rồi. Ngồi làm mấy thứ linh tinh vui vui cho anh em coi vậy thôi. Chắc mai mai chắc là cũng là 6 giờ, mai chắc là cũng là 6 giờ vô ngồi live tiếp, 6 giờ vô ngồi live tiếp, 6 giờ vô ngồi live tới cũng có 7 giờ, 7 giờ 10. Rồi không đánh quyết đấu cân bằng bên server Việt Nam đâu nha. Server Việt Nam bây giờ đánh chán lắm, đánh mấy ngày bữa nay toàn bên đỏ mà. Ok, chào mọi người nha. Bye mọi người.